hai là đầu không có bị hói. Sao tự nhiên em xuống tông chỗ thì em nói lớn lên em. Dạ đầu không có bị hói. Hô sơ sơ thôi. Là thích hô sơ sơ. Tức là không thích hô. Dạ dạ nói vậy đi cho ngắn ha. À, bữa nay không có hô sơ sơ, nay hô nguyên hàm. Dạ. Quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Quốc Thịnh, em người Quảng Nam, em đang làm việc ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc gì bạn? Dạ em làm bên công ty thuốc thú y ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi chị. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em tên là Tú Anh, năm nay em 25 tuổi, hiện tại thì em đang làm giáo viên dạy tiếng Anh. Quê mình ở đâu em? Em ở Đắk Lắk chị. Ở Đắk Lắk, hiện giờ mình đang dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Nếu mà hồi trước giờ chính thức thì hầu như là chưa chị. Chưa có. Bạn đề nghị cao quá đúng không? Hay dạ, sao? Dạ không phải, lên cái lúc mà người ta tới thì người ta làm quen thì mình không thấy ưng ý, cái đến hồi người ta quay đi rồi mình tự nhiên cái mình thấy minh mấy người ta vậy đó, xong đó thấy chưa. Bởi vậy anh Nguyễn Linh anh hay nói nè, chị em phụ nữ mình cũng phải nắm bắt thời cơ kịp lúc, chứ nhiều khi là nó chỉ cần trọt chút xíu thôi cái lạ đi luôn vậy đó. Dạ. Nha, lần này nếu mà cảm thấy được là mình phải chụp lấy thời cơ liền đó. Dạ. Sơ yếu lý lịch sơ sơ về tình trường của cô gái bên kia. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hồi cấp 3 thì em có thương một bạn học trên lớp, rồi bạn đi học đại học thì chia tay. 5 năm sau thì em có quen một người nữa. Mà quen mấy năm? Dạ quen thì cỡ nửa năm thôi. Thôi bỏ qua chuyện cũ. Dạ. Bây giờ mình sẽ tìm cho mình một người phụ nữ như thế nào? Em thì chắc cũng đơn giản thôi. Cái điều mà ưu tiên nhất là sống chân thành, sống giản dị. Nói chung là cái gương mặt thì nhìn dễ thương, cười tươi. Có duyên chút, da với dáng dễ nhìn chút, không có hình xăm, nếu được không có hình xăm, không hút thuốc, uống rượu, bia, nhậu, đặc biệt là đánh bài. Dạ. Sao bạn nói toàn là trò chơi của con trai không vậy? Dạ, tại em thấy một số phụ nữ cũng có, cho nên thôi mình cứ đưa ra trước vậy cho nó chắc anh. Rồi, để chị hỏi bên đây coi, hút thuốc, xăm mình, đánh bài, em có dính cái nào không? Dạ, chắc chưa chị. Chắc chưa hả? Em nói biết hết, sẽ có. Sợ luôn em. Mình đặt ra cái chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào? Mặc dù là em cũng không được ốm mà em lại không có thích người mà mập quá. Thứ hai là đầu không có bị hói. Sao tự nhiên em xuống tông chỗ thì em nói lớn lên em? Dạ đầu không có bị hói, với lại là thêm cái nữa là cao hơn em xíu chị. Em muốn cao bao nhiêu? Dạ em thì 1m68 trở lên là được. Bên đây 86. Em có thích bạn trai có sở trường gì hay tài gì? Dạ sở trường với tài thì em nghĩ là không cần, nhưng mà em thích người là thích tập thể dục thể thao, rồi nếu có quen thì cũng rủ nhau đi tập thể dục thể thao vậy thôi, cho nó khỏe vậy thôi. Để hỏi ảnh thử coi anh có thể thao không nha. Anh cao bao nhiêu? Dạ em cao chắc đạt yêu cầu 111.5% ở bên kia. Sao tự nhiên hại não tôi chi vậy? Thì bên kia đưa 1m68 thì 100 mấy% rồi. 1m75. Rồi có chơi thể thao gì không? Em chơi cầu lông tập tành thôi. Bây giờ bạn có cái điều gì mà bạn cảm thấy không thích ở người phụ nữ không? Dạ nói không thích thì hơi ngại, nhưng mà ví dụ như mà hô sơ sơ. Là thích hô sơ sơ. Tức là không thích hô. Dạ dạ nói vậy đi cho ngắn ha. Bên đây không có hô sơ sơ, nên hô nguyên hàm. Móm móm được không? Dạ móm thì chắc có duyên hơn. Móm có duyên hơn. Bây giờ đâu hết thích đất thử một vài cái coi. Cứ không phải làm khó nhau dữ. Đâu có làm khó đâu. Tại vì bạn gái bên này chỉ thích người bạn trai có chơi thể thao. Sao quý vị? Ráng làm gì vài chục cái coi. 2 3 4. Thích chất lượng ha. 6 Coi chừng cái lỗ mũi nha. 8 9. Thôi được rồi. Ổn định rồi. Khỏe. Được. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được, tôi gả luôn rồi đó. Dạ nếu mà tìm hiểu mà hai bên hợp thì chắc khoảng dưới năm đi chị. Bây giờ là trong một năm là đám cưới được đúng chưa? Dạ được. Rồi để tôi về tôi nói cho. Khỏe, cao, đẹp trai, hít đất 10 cái xác rạc. Được. Mà mai phải làm khó quá ha. Đâu thầy về đây tao nói gái thì coi sao nha em. Dạ. Trời, cô giáo dạy tiếng Anh dễ thương lắm. Oh good morning. Dạ chưa rồi. Thì tôi mới ngủ dậy tôi tưởng là buổi sáng. Anh bên đây thì anh hơi đẹp trai chút, nói thẳng gì luôn á nha, đàn trai là hơi đẹp trai đấy. Mà thường những người mà đẹp trai á thì hay có những bóng hồng xung quanh, có ghen không?
Chắc là ghen anh. Ghen, nhưng mà ví dụ là mình ghen vừa vừa thôi, mà nếu mà người thấy người ta, mà người ta, mình đã thể hiện cái thái độ của mình như vậy rồi mà người ta vẫn cố tình người ta như vậy thì mình chắc là... Đặt trường hợp em thấy người yêu của em chở một cô gái đi trên đường mà cái tay để lên cái đùi, em sẽ làm gì ngay tức khắc? Chắc là em phải chạy về nhà, xong rồi ăn cơm uống nước cho bình tĩnh, rồi sau đó từ từ tính lắm. Chứ còn nếu được cái này được rồi, hay vậy, thấy cái này tâm lý nè. Bởi vì khi mấy cô kia thấy cái trò nhào vô cái gì vậy, sao để tay lên đùi, biết đâu cái cô kia tự nhiên chạy, cô sợ cô vịn tay lên đùi, vô tình em bắt gặp làm sao. Thí dụ vậy, mình phải về nhà bình tĩnh để giải quyết, có để hỏi ăn anh cơm, coi tại nước. Sao đúng rồi dạ, em vì... uống nước ăn cơm tắm rửa ngủ giấc sáng mai em hỏi. Tại vì thường mà em mà bị căng thẳng là tức giận là em phải kiếm gì em ăn trước cho đỡ tức trước. Được, cô này được xử lý thì nó cũng rất là tốt ha. Thôi hỏi như đó cũng thấy được rồi đó, tình hình là trai tài gái sắc vô. Riêng bà Mai cái vụ ghen này phải học hỏi cô này mới được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến tư vấn của người thân đi ha. Em gái có đi với ai không em? Dạ em đi với lại em gái ruột với lại hai đứa em làm chung chỗ. Hỏi ý kiến em gái ruột trước đi. Em chào anh Nguyễn Linh với chị Cát Tường. Chào em. Tình hình anh rể tương lai thế nào em? Em thấy anh cũng dễ thương. Về ngoại hình thì chắc là đạt rồi á. Em có yêu cầu gì anh rể tương lai không? Nếu mà làm anh rể em á thì yêu thương chị em xíu. Tại chị cũng hiền lắm, mà nói chung là siêng lắm. Sáng dậy là chạy bộ xong rồi về nấu ăn cho cả nhà, xong rồi tối đi làm về là nấu ăn cho cả nhà luôn. Ổn đấy. Được nha. Cảm ơn mẫu em người vợ lý tưởng đấy. Rồi, mình đi với ai? Dạ em đi với cô Chính. Cô Chính. Dạ. Chào cô Chính. Dạ chào cô. À, chị xin chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Theo ý kiến của cô thì cô nhìn cô thấy bé này thì cũng rất dễ thương và hiền, và cũng có nhiều cái quan điểm đấy. Cô nhìn cô thấy là cũng hơi giống của cháu cô ấy. Thì cô cũng khuyên cháu cô thì nên hẹn hò đi, rồi có thể có gì mình tìm hiểu thêm. Cảm ơn cô Chính. Khuyên em là hẹn hò để tìm hiểu sao. Cô Chính cũng thoáng. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Cặp đôi này xứng nè. Rồi gặp đi bạn. Tặng cho anh. Em tặng cho anh. Cảm ơn em. Anh là anh định mang theo quyển sách để tặng, nhưng mà vì sách rất là kén người, cho nên là anh sợ rủi mà người không thích đọc sách thì nó không có ý nghĩa, cho nên là anh cuối cùng là anh tặng cái cây. Em cũng thích cây lắm, nhưng mà hy vọng là anh thích cuốn sách này. Dạ. Là sở thích có vẻ giống nhau rồi ha. Rồi. Bây giờ mình cảm nhận về người đối diện lần đầu tiên gặp mặt. Khi mà tấm màn nhung kéo lên, thấy thế nào? Chị thấy run nè, vẫn còn thấy hồi hộp. Anh thấy Tú Anh rất là dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Thực sự nếu mà được cái hiền á là cái mà anh có vẻ là anh cảm thấy vừa ý nhất. Em thấy thì nhiều khi mình cũng không thích người ta nghĩ mình hiền quá. Tại vì nếu mà người ta nghĩ mình hiền quá thì nhiều khi ăn hiếp. Thì em cũng không thích. Ủa em nghĩ sao cái mặt anh vậy, ăn hiếp được ai em? Em đâu biết được. Rồi, bây giờ mình sẽ nói một câu nào đó từ đáy lòng của mình ha. Này mình nói theo tiếng nói của con tim, nãy giờ mình cảm nhận thế nào để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Em nói trước. Em cảm thấy thì ngoại hình đúng như em gái em nói thì mình dễ thương. Dạ. Em thì nghĩ là con trai dễ thương với lại có nụ cười ấm áp. Em thích con trai có nụ cười mà nhìn ấm áp vậy. Với lại về những cái quan điểm thì em thấy anh với lại em cũng có một số điểm hơi giống. Rồi bạn nam thấy thế nào? Thì để em hát một câu đi ha. Rồi. Rồi. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê ăn. Nếu em yêu cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Rồi về miền Trung nghe mùi xôi nếp mới. Rồi về nhà anh em làm dâu nhà anh. Ôi nghèo sao cái chi răng mà rửa hỉ. Ôi nghe thương sao cái bên đi bên tê. Đất Quảng ân tình nuôi anh từ thơ bé.
đất quảng ân tình cho anh một dáng hình và cho anh những bước chân phong trần anh mới gặp được em. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh, nếu em yêu cái mặn nồng thì làm nàng dâu quê anh. Nắm tay nguyên thế, nắm tay nguyên thế. Tay ảnh lạnh quá. Nắm tay nguyên thế. Chắc là ảnh luôn. Hình như họ quen từ bao giờ vậy? Cái nắm tay rất chặt. Ô, xứng đôi quá. Bạn gái. Em cảm giác thế nào? Cảm giác như thế nào? Cảm giác cũng không có xa lạ lắm. Mặc dù là mới lần đầu ạ. Không có xa lạ lắm. Tức là hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Trong mộng thì phải. Nào, trở về vị trí, chuẩn bị, bấm nút. Dù đã nắm tay rồi nhưng mà cũng phải làm thủ tục về ghế. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm các bạn. Nói gì nói, đây là giờ phút hết sức là thiêng liêng đối với các bạn. Nó sẽ đánh dấu một cái ngày thật ấn tượng. Và chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày này các bạn nhé. 3 2 1 Hết thời gian. Bạn gái tặng bạn trai một cuốn sách Hạnh Phúc Đích Thực. Và đây chính là Hạnh Phúc Đích Thực. Chúng ta hãy gieo mầm để tình yêu lớn mãi các bạn nhé. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn để hiểu kỹ hơn. Dạ, cảm ơn. Hồi nãy nắm tay rồi, bây giờ nắm tiếp đi. Dạ, thôi được rồi, xíu rồi, nắm nhiều hơn. Không, nắm đi. Hôn nhau. Một cái hôn để kỷ niệm. Đó là thủ tục của chương trình đó bạn. Cái này chắc để sau. Không có để sau được. Bắt đầu. Hôn mà còn che lại nữa. Dạ em thấy bạn ngại quá nên cho em sẽ giới thiệu sơ yếu lý lịch trích ngang. Mời anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Mình tên là Đức Anh. Năm nay mình 48 tuổi. Hiện nay mình đang sống ở Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh anh hả? Vâng. Anh đang làm công việc gì vậy anh? Hiện nay mình đang làm quản lý bên ngành giáo dục. Rồi xin mời bạn gái bên kia. Em chào quý khán giả, chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em tên Kim Loan, 48 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Ô. Chị cũng 48 tuổi hả chị? Hiện nay chị đang Đồng làm Hương. Chị đang làm công việc gì? Em hồi trước là thợ may, sau đó em muốn buôn bán kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Bán về món gì? Bán bò kho, phở bò, phở gà. Trời ơi, chắc là ngon lắm á. Chị, nhưng mà 48 tuổi là sinh năm bao nhiêu? 169 chị. Anh sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 68. Ủa, vậy là lớn hơn tuổi. Lớn hơn tuổi. Vậy chị gái ơi. Dạ. 48 tuổi chắc cái tuổi nó cũng vừa vừa rồi ha. Chị có thể nói một chút xíu về tình yêu của chị như thế nào mà bây giờ mới ngồi ở đây à? Em đã có gia đình mà chia tay anh. Mình có cháu, cháu rồi. Em được 3 cháu. Bao nhiêu tuổi cháu? Chị? Một cháu trai 24 với 20, cháu gái 13 tuổi. Hai trai một gái. Con lớn quá hả? Dạ. Lấy nhau được bao nhiêu năm thì mình chia tay hả chị? Bắt đầu ý kiến cũng lâu lắm rồi anh Linh. Nhưng mà tại vì em thương con á nên mới kết thúc giấy tờ hẳn hồi thì 5-6 năm nay á anh. Dạ, là 5-6 năm nay mình ở vậy một mình. Dạ. Dạ, rồi lý do sao chị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Tại vì con dâu á, bạn gái của con trai á, nó động viên, nó nói mẹ đăng ký đi, chơi bài vui, thấy chương trình này cũng hay quá. Rồi cái giờ chị con dâu thiệt là tâm lý ha. Thôi mời anh. Mình hỏi anh nói một chút xíu về đường tình của mình như thế nào anh. Mình trải qua 2 mối tình và 1 cuộc hôn nhân. Mình cũng cái hoàn cảnh cũng gần giống bạn gái bên này. Có mấy cháu rồi anh? 2 cháu. Một cháu lớn đang học đại học năm 2, một cháu học lớp 8. Hiện nay các cháu sống với mẹ. 2 đứa con cũng lớn như chú bộ. Vâng. Không có cứu vãn gì được anh hả? Rất tiếc. Cha, hôm nay trường hợp này hơi đặc biệt nha. Thôi giờ là anh đưa ra quan điểm của mình đi. Mình sẽ tìm cho mình một cái người bạn đời thế nào để có thể đi suốt một cái chặng đường còn lại anh à. Trước tiên là cái trình độ học vấn. Học vấn, anh muốn sao anh? Nghề nghiệp thì không quan trọng lắm, quan trọng là thu nhập ổn định. Anh muốn trình độ thế nào?
đại học trở lên. Ủa tại sao vậy anh? Sao phải học cao vậy anh? Cái trình độ nó liên quan rất nhiều vấn đề, trong đó có cái quan điểm sống, cái lối sống và cái lối ứng xử giữa vợ chồng và cái cư xử với hai bên gia đình. Linh nghĩ là đôi khi có những người không có trình độ đại học nhưng họ sống rất là tốt, họ sống bằng cái tâm của họ, cũng đâu có liên quan gì đến cách sống và trình độ đâu anh. Cũng có những người học rất thấp nhưng mà người ta lại là người vợ tuyệt vời. Đúng rồi, đúng rồi đó anh. Mình đồng tình. Còn bây giờ anh yêu cầu đại học thì cái trình độ mình đề nghị ra không phải là tất cả, nó tổng hợp nhiều yếu tố, quan điểm sống và hình thức. Linh nghĩ cái quan điểm sống mới là quan trọng. Vâng vâng, có thể mình diễn đạt không đúng cái ý của mình nói. Dạ dạ. Thì anh có đưa ra cái chuẩn gì luôn không, anh nói luôn đi rồi để em tâm sự với chị. Mình muốn có một bé gái. Anh muốn đẻ nữa hả? Vâng. Nếu bây giờ chị ấy không đẻ được con gái, đẻ ra con trai nữa thì sao? Dĩ nhiên là được. Cũng xin phép anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả, mình cứ chia sẻ những cái gì mình mong muốn nhất. Còn quan trọng mình có cái gì để cho đối phương nữa. Dạ. Chứ không phải mình cứ đòi hỏi là đương nhiên mình sẽ được. Đúng rồi, mình cứ nói thật hết những gì suy nghĩ thôi. Khi mà gặp nhau á, cái duyên nó sẽ xóa đi tất cả những cái yêu cầu của mình. Nãy giờ chị cũng nghe anh chia sẻ những quan điểm sống của anh. Thế giờ mình mong muốn tìm một cái người để mà đi với mình cái quãng đời còn lại. Thì mình muốn cái người đó như thế nào? Phải mở rộng vòng tay để dìu dắt mẹ con em vượt qua những cái khó khăn và chia sẻ và yêu thương bảo bọc lo lắng cho em, tại vì em chưa được chia sẻ và quan tâm. Yeah. Có lẽ chị bên kia chỉ chưa được hạnh phúc trọn vẹn. Em xin phép anh nha, em nhỏ tuổi anh, nên xin phép để em qua em nói chuyện với chị chút xíu nha. Chứ không phải là mình chào chị. Hồi nãy Linh trò chuyện với anh kia thì ý anh cũng muốn là chị xin cho ảnh thêm một đứa con nữa. Chị thấy sao chị? Nếu như ảnh thật sự ảnh là người tốt mà biết chia sẻ, mở rộng vòng tay, che cái tổ ấm cho em thì cái chuyện đó em sẵn sàng, không có thành vấn đề. Những lúc buồn chị thường tâm sự với ai? Không có ai để tâm sự hết. Cái người chồng cũ có chu cấp hay là có dạy dỗ các con không chị? Dạ không chị, không có chia sẻ bất cứ một cái gì. Một mình em tội nghiệp, ba đứa con em cũng vẫn bất hạnh, thiếu sự dạy dỗ và dìu dắt của cha. Nhưng mà ba người con của chị cũng lớn rồi, có đồng quan điểm để chị bước thêm một bước nữa hay không? Nó nói miễn sao mà mẹ đừng có buồn, mẹ vui thì sao con cũng con chịu. Dâu đăng ký chương trình. Xin chia sẻ với chị điều đó ha. Dạ. Dạ, xin phép nha. Dạ. Nãy giờ anh nghe chị nói cảm nhận như thế nào hả anh trai? Mình nghĩ là mình có thể chia sẻ được. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng. Dạ. Dạ chào anh. Chào các bạn. Dạ. Anh ơi, nhưng mà điều em nói thiệt nha. Bây giờ anh cũng đã có hai cháu rồi, chị cũng có ba cháu rồi. Thì bây giờ nếu như mà mình hợp với nhau mà mình cảm thấy mình có thể san sẻ trong cuộc sống với nhau được á, nhưng mà chị không thể sanh được nữa thì điều này nó có làm anh thay đổi quyết định của anh không? Mình nghĩ đứa con nó không phải là tất cả. Nếu sau này thành hai đứa đã có rồi, dĩ nhiên có thêm một đứa bé thì tốt hơn. Yeah. Không phải là tất cả, không phải là điều kiện tiên quyết. Được nhiều yếu tố thì tốt, còn không thì mình chấp nhận. Bởi vì chính mình cũng chia sẻ là mình thực ra mình chẳng có nhiều để cho bạn đời. Mình cũng có ít lắm. Thôi bây giờ có lẽ mình để sự tư vấn của người lớn đi chứ. Dạ. Yeah. Người lớn là ai, người lớn hơn nữa. Anh ơi, có ai đi theo không anh? Có bạn đồng nghiệp. Dạ. Yeah. Bạn đồng nghiệp. Thế cảm nhận của anh về hai người này thế nào ạ? Hy vọng là sau chương trình này hai anh chị nắm tay ầu ơ với dầu và hát được câu "Thương lắm mình ơi" là mừng lắm rồi. Rồi, chị gái bên kia chị có đi với ai không? Em đi với chị Kết Nghĩa. Dạ, chào chị ạ. À. Chào Linh với Cát Tường. Cặp này được không chị? Được, nhưng mà điều chị thấy như vậy em đòi hỏi quá cao. Đòi hỏi phải đẻ con gái, gũi đẻ con trai nữa rồi làm sao? Chị cũng muốn hai em nắm tay nhau lận mà cuối đời rồi không còn gì nữa hết á. Giờ cuối đời rồi của chưa em cuối đâu, trời mới giữa giữa. Nói trời cuối ơi, gần 50 tuổi rồi còn nữa em. 50 tuổi hơn, chưa cuối đời. Hơn nữa là người rồi còn gì nữa, mà giờ sanh đẻ nữa là chị không chịu. Nó bất hạnh lắm, không được chồng thương rồi con thì tự lo tự nuôi không. Mà nó giỏi lắm, nấu ăn đồ ngon lắm. Thì chị thấy em cũng được, nhưng mà điều nói sanh đẻ là chị không chịu. Thôi bây giờ thôi hai anh chị anh với chị gặp nhau nha. Thật sự rồi em không có dám tư vấn cái này. Nào kéo màn lên. Xin mời anh chị. Lần đầu gặp em thấy anh thế nào? Thấy anh cũng dễ gần. Anh thấy em sao? Anh cũng nghĩ như thế.
Nhưng mà tính anh thì hơi kỹ tính và hơi nóng tính. Em có như vậy không? Em hiền lành nhưng mà em cũng nóng tính. Mà em biết lắng nghe và tôn trọng. Anh thì anh nghĩ thế này, hôm nay mình có duyên là đã được gặp. Hai đứa hay chớp với cái cơ hội đó. Còn có thành hay không nó lại là cái nợ. Đúng không? Mình đều là những con chim đã từng gãy cánh rồi. Anh mong rằng anh và em đạt được cái mục tiêu giống như anh Quyền Linh và chị Cát Tường mong muốn. Em thì thích nghe nhạc, thích đi du lịch. Giống anh. Hay anh chỉ thích nghe nhạc hay anh hát tặng chị một bài hát gì đi? Xin hát tặng em và tặng anh chị và khán giả bài hát Triệu Đóa Hồng. Một ngôi nhà xinh anh hoa xinh gợi trong tranh vẽ những vui buồn. Lòng anh thầm yêu cô ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng. Tặng một đài dương hoa hồng thắm cho người ca sĩ anh yêu thầm. Dạ, chị cảm nhận như thế nào chị? Anh hát hay. Chị được gì? Có thích lãng mạn không? Dạ thích anh, rất thích lãng mạn. Rất mà chưa lãng mạn. Được lãng mạn. Anh có thể tổ chức một buổi gặp mặt đầu tiên thật lãng mạn không anh trai? Mình nghĩ là mình có thể. Thí dụ, mình hẹn hò đâu cho nó lãng mạn đi anh? Hợp phố chẳng hạn. Hợp phố là ở đâu? Ngã tư Trần Huỳnh, Lê Duẩn, thành phố Bạc Liêu. Ủa mình gặp ở bờ giữa ngã tư gì đó hả? Chỗ đó là cái gì anh? Cái quán cà phê nhạc chính. Nhưng mà như anh Quyền Linh nói thì có thể giữa đêm với 2 giờ hả? Đứng giữa ngã tư cũng được. Đúng rồi. Cũng có thể khi màn đêm vừa buông xuống, sương mờ nó bay là đà, anh đứng nghe chờ ngay ngã tư, cầm một cái bó hoa hồng chờ chị. Và chị xuất hiện đúng 12 giờ ta tặng một bó hoa, hát bài Triệu Đóa Hoa Hồng đỏ thắm. Đó là cách cũng lãng mạn đúng không anh? Rồi, thôi thế cũng cảm nhận được rất là nhiều điều rồi ha. Bây giờ anh chị suy nghĩ thật kỹ. Chuyện này hết sức là quan trọng. Nó hệ trọng không chỉ riêng cuộc đời anh chị. Dạ. Mà nó còn hệ trọng đến những người con nữa. Bây giờ anh chị để tay mình nút bấm đi. Mình suy nghĩ thật kỹ. Bấm hay không bấm là quyền của anh chị. 3 2 1 Hết thời gian. Cảm ơn Quyền Linh và Cát Tường cùng với ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn quý khán giả. Tuy nhiên hai đứa mình thì cũng đã không từng thành công trong cái hôn nhân và tình yêu. Cái sự thận trọng là đôi khi cũng cần thiết. Yeah, đúng. Cho nên mình nghĩ đôi khi mình có duyên rồi đó nhưng chưa có nợ. Quan trọng nhất là hôm nay mình được gặp nhau ở đây và có thể mình sẽ có một cái cơ hội khác, em và cả anh. Yeah. Xin cảm ơn. Và một điều mà Quyền Linh nghĩ rằng rất là vui nữa là hôm nay anh chị trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu sẽ đi chung một chuyến xe. Biết đâu điều gì sẽ xảy ra trên chuyến xe ấy. Cũng có thể tất cả mọi điều có thể xảy ra nếu chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Nhà gái mình giới thiệu về bản thân mình chút đi. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Ngọc Minh Trang, 27 tuổi. Con đến từ Đồng Nai, nghề nghiệp của con là kế toán. Như hiện tại thì con đang trong giai đoạn thay đổi công việc nên con chưa đi làm. Mà giờ cưng đang ở đâu? Ở Đồng Nai hay là ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ hiện tại thì con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À vậy đó hả? Rồi mời nhà trai. Em xin kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Vũ Đại Dương. Em năm nay là 36 tuổi. Vũ Đại Dương. Dạ. Yeah. Tên hoành tráng nha. Em thì làm người là kinh doanh tự do, dạy nhạc rồi cho thiếu nhi, rồi dạy cầu lông nữa. Dạy nhạc, dạy cầu lông. Em nói cho đàn gái biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em có nhiều cái sự đam mê lắm. Dạ, thích thể thao rồi âm nhạc các thứ. Còn điểm yếu của em thì đôi lúc thì em cũng hơi vội vàng và cũng hơi nóng, nó hơi nóng sinh tính một chút. Hơi nóng tính chút xíu, hơi vội vàng. Yeah. Rồi còn mình thì sao? Điểm mạnh của mình và điểm yếu của mình. Dạ. Điểm mạnh của con là con biết lắng nghe, dễ cảm thông cho người khác và ít nổi nóng. Dạ.
Còn điểm yếu của con là ca hát và nấu ăn. Là không biết ca hát và không biết nấu ăn. Dạ. Hay ca hát là biết mà biết dở. Dạ, con không biết hát, tức là vô karaoke ít khi rất là ít khi con hát. Rồi có biết nấu ăn không? Dạ, nấu ăn thì con chỉ nấu được những món đơn giản. Dạ. À, đó là em trai có biết nấu ăn không? Dạ em biết. Biết nấu ăn. Dạ. Bên đây bên kia không biết hát, bên đây thầy dạy nhạc luôn. Đó. Dạ, bên kia là nóng vội nha, thì bên đây là cực kỳ là không nóng vội, biết kiềm chế đó. Tình yêu là sự bổ trợ cho nhau đó. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, nếu tính ra thì em cũng mối tình không rõ ràng lắm thì 2-3 mối tình thôi. Mối tình không rõ ràng luôn á. Vì là không nhớ gì luôn đó hả? Dạ, tại vì mối tình đó thì nó không động lại cho em nhiều ấn tượng lắm. Mấy mối tình? 2-3 dạ. Mối là sao? Khoảng 3 mối tình. 3 mối tình? Dạ. Yêu nhau mà không rõ ràng, không động lại hết luôn. Dạ, có nghĩa là khi mình cảm giác như là mình không thật sự là có cái tình yêu thật sự với người ta chẳng hạn. Nó kéo dài không em trai? Dạ nó thì cũng không thể kéo dài được lâu. Bao lâu một mối thì bao lâu? Dạ thì khoảng mối thứ nhất bao lâu? Khoảng vài tháng. Mối thứ hai? Dạ cũng như vậy. Mối thứ ba? Cũng vậy ạ. Vậy yêu làm gì? yêu nhanh quá. Nói thôi chứ đó cũng chắc là những mối tình thoáng qua thôi đúng không? Dạ. Chưa có sâu sắc lắm. Dạ. Rồi còn bên mình nè, mình mấy mối tình rồi con? Dạ. Con trải qua 3 mối tình và một mối tình hồi học sinh, chưa học kịp sinh nắm tay đi. Đã chia tay. Ừ, học sinh bỏ đi và 3 mối tình này. Dạ. Là lâu nhất là bao lâu? Dạ, lâu nhất là khoảng 2 năm. Còn nhanh nhất? Dạ, là 8 tháng. 8 tháng? Dạ. Lý do chia tay? Dạ, mối tình gần đây nhất thì con không biết. Dạ, tại... Tự đến tự đi vậy đó hả? Dạ, đúng rồi. Dạ. Coi như bạn kia cũng có kinh nghiệm về yêu, tức là 2 năm ha. Không mối tình dài. Ba có mối tình dài là 2 năm mà người mà người ta là 3 mối tình chính thức, còn mối tình thoáng qua của thời học sinh á. Bây giờ nói chung là các bạn cũng chưa có một cái mối tình nào có thể dài đi đến gọi là một kết quả tốt đẹp thôi, mình bỏ qua. Bây giờ chúng ta sẽ chăm chút mối tình này nha, biết đâu mình có duyên nợ hay sao ha. Bây giờ bạn gái cho chúng tôi biết rằng bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, một mẫu hình lý tưởng của bạn như thế nào. Dạ, em thích mẫu người con trai đầm tính một chút. Dạ. Bên đây hơi bị đầm á. Dạ. Đôi khi đầm quá luôn á. Trưởng thành, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cư xử hòa nhã với mọi người xung quanh ạ. Được mấy phần trăm em trai? Tiêu chí nhà gái đưa ra mình mấy phần trăm? Em nghĩ là em cũng có thể là đủ cái. Có thể là đủ á. Dạ. Em không chắc lắm mà. Bạn có đi đầm tính ghê không? Nói chuyện rất là nhỏ nhẹ luôn đó. Thôi. Còn em trai thì em muốn người phụ nữ thế nào? Dạ, em thích một người phụ nữ vui vẻ, thoải mái mà anh nói tiếng dễ, chính là giọng nói dễ nghe, như giống như bạn đó, là giọng nói dễ nghe rồi. Dễ nghe hả? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Cũng người thon, dáng thon, thon thả rồi nói chung dễ thương rồi có duyên thôi. À. Em sao cứ vẻ bị rụt rè đó, đúng không? Có rụt rè quá không? Dạ em cũng không biết em có rụt không. Có một người đàn ông nào mà thích em không? Dạ đàn ông cũng có nhưng có người đàn ông thích. Có bao giờ em thích đàn ông không? Dạ không, em không thích đàn ông. Thích là không được đó nha. Dạ. Tức là đàn ông có thích. Có bao giờ em bị đàn ông hung chưa? Dạ có. Có rồi luôn hả? Dạ. Có bao giờ em quen một người đàn ông nào chưa? Thì nói chung là em cũng cố gắng giữ cái mối quan hệ là bạn bè thôi chứ không có gì sa ngã. Nhưng mà bị hung rồi đó. Dạ. Nhưng mà em không thích kiểu đó, không thích bị nhà người đồng tính, em chỉ thích phụ nữ thôi. Chào em. Nhẹ nhàng. Dạ, em chào chị. Đôi khi dịu dàng trầm lắng. Rồi tôi tính cách còn tham đây đó. Là đàn ông đã hôn em rồi. Dạ dạ thật sự. Nhưng ông Mai ông khui cái vụ đó ra là chị cũng bị hơi là hơi tò mò chút xíu á. Dạ. Lúc bị hôn vậy em có biết không? Dạ. Hay là hôn lén biết. Em? Dạ em biết luôn. Em biết luôn. Dạ. Rồi em để cho người ta hôn. Dạ không, lúc đấy thì tại mình bất ngờ quá.
mất hồn mất vía luôn đúng không? Dạ, mất hồn mất vía là cũng sợ. Sợ. Dạ, cảm giác là sợ. Thì đến hôm sau đó là tránh. Né luôn, dạ, có còn né. Tiếp tục quen với cái người đó không? Dạ không, là mình có thể cũng có hay gặp người đó, nhưng mà mình chào hỏi thôi, chứ rồi mình né thôi. Dạ. Mình né thôi. Lần đó là lần duy nhất đúng không? Dạ, một lần duy nhất. Cẩn thận anh Quyền Linh nhé. Coi chừng ha. Chả biết đâu mà lường được, tự nhiên nay mặc áo cặp kỳ vậy. Nước da cũng ngâm ngâm mà. Biết đâu tình yêu xuất hiện. Cuối đời á, thì vỡ hòa ra á. Nói chứ em muốn tức là em hình dung giùm cho chị, tức là em là chắc là dạy nhạc nhiều nè, đúng không? Dạ. Rồi, không, em thì em không có dạy nhạc nhiều, tức là em đi cùng với một, đó là chưa phần giới thiệu, đó là một người người thầy của em á, thì là người đó cũng có người đó cũng tạo điều kiện cho em để em thứ nhất là cho em học và để cho em học dạy để lấy kinh nghiệm đó. Là thì cứ cho là như coi như là em tiếp xúc với nghệ thuật nhiều, em hát hay không? Dạ, hát hay. Chị nghĩ là em hát hay thì chính vì vậy mà chị rất muốn hỏi xem là cái trực giác của một người có máu nghệ thuật ở trong người á, thì em hình dung cô gái bên đây như thế nào, có đúng như là cái mẫu người mà em tưởng tượng không? Sao hình dung được? Em không hình dung được ạ. Nhưng mà có cái qua giọng nói giọng nhỏ nhẹ của bạn ấy thì em thấy là bạn cũng là một người có rất là dễ thương và duyên dáng, em nghĩ như vậy. Dạ. Ý là có em có cảm nhận là thôi chết rồi, như đây là một nửa của mình không? Dạ, cũng có thể ạ. Có cái dòng điện đó đúng không? Dạ. Làm gì rồi mà mối mà nói lòng vòng rồi cảm nhận dòng điện gì, tôi thiệt á. Cách tôi nói cho ông biết, không phải. Tại vì hồi nãy ông khui ra cái vụ mà hung đàn ông, bị đàn ông hung một cái là nhà gái bên tôi nè. Đó, ánh mắt mà lạc hồn như vậy luôn. Nên tôi phải ấp qua đây liền để tôi xác nhận rằng là cái đó là gọi là bay bay dạ gió thôi. Chứ không phải là người ta cố tình, ta chủ động. Ông hiểu không? Phụ nữ là bị hung lén, đàn ông cũng hay bị hung lén lắm chứ bộ. Thì đó, đây. Trời ơi. 27 tuổi thôi. Xinh dữ trời. Thì đó. Con cảm ơn chú. Xin rồi nha. Xin mà. Cao. Nhìn là cao, thon. Đó, vậy đó. Được á. Tôi phải, dài luôn. Tôi phải phải qua, tôi coi tình hình chứ. Nụ cười cũng rất là tỏa nắng luôn rồi nha. Dạ, con cảm ơn chú. Con nói cho chú nghe đi. Con nghe cái chuyện là anh ấy, anh ấy, bạn gái cũng thích mà bạn nam cũng thích anh ấy. Thì con cảm nhận anh ấy là một người như thế nào? Dạ. Chắc là phải gợi cảm lắm thì mới có thể hút được cả hai giới đúng không? Con nghĩ là anh khá hiền với lại khá nhút nhát để cho khá nhút nhát để cho người ta không có nhận ra được cái giới hạn của họ đối với mình. Giới hạn hay là giới tính? Con ngại, con không dám nói chữ giới tính à? Nói chứ anh này là đàn ông. Dạ. Anh này là đàn ông. Ảnh gì vậy? Theo cô á, đây là một người đàn ông đúng nghĩa, nhưng mà nếu như không có một cái người đủ mạnh để mà lôi anh ấy trở lại với một cái gọi là đúng bản năng đúng nghĩa của mình á, thì là hổng chừng anh ấy sẽ bị sa ngã. Hổng chừng, tại vì ảnh là một người có tâm hồn nghệ thuật, anh hát hay, anh đờn giỏi. Hổng chừng là sao? Ông cũng vậy đó, tôi nói cho ông biết. Sai ta không ban lĩnh luôn. Ông á không níu kéo ông lại á là hổng chừng á là thôi, có nhiều khi rất là bờ đờ luôn á. Đó, mọi người kỳ lắm luôn á. Thôi, thôi được rồi. Nói giỡn vậy. Nói qua nói lại cho hai bên nói chuyện nhiều hơn đó, để hiểu nhau nhiều hơn đó. Con không thích điều gì đàn ông? Dạ, con không thích ở đàn ông là tính hút thuốc và... Chắc đây không hút đâu. Và phụ thuộc vào gia đình. Phụ thuộc gia đình, thuộc vào gia đình. Tức là có một số người đàn ông thì hay bị tác động bởi cái lời nói của cha mẹ người khác, dạ, đúng là của nhiều người xung quanh. Nói chung là phụ thuộc gia đình, ví dụ như ba mẹ kêu lấy là lấy, ba không chịu lấy dạ, không đúng lấy rồi. Dạ đúng rồi, hay là ba mẹ kêu cái gì làm đó. Dạ. Ví dụ vậy ha. Có không? Dạ không, cái đó thì không có. Có hút thuốc không? Dạ không luôn. Có nhậu không? Dạ không luôn. À, không luôn. Được á. Rồi, rồi chúc mình tự cảm nhận thôi. Hôm nay con đi với ai?
Dạ, con đi với cô ruột và bạn bè của con. À, xin chào cô. Trời, cô sang cô ruột quá hả? Dạ. Xin chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Và quý khán giả trong khán phòng cũng như là quý khán giả đang xem đài. Tôi là Nguyễn Thị Hoa, là cô ruột của bé Trang. Thì cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này tôi mê lắm. Tôi rất là mê cả 3 MC, 4 MC, Quyền Linh, Cát Tường và Hồng Vân cũng như là Nam Thư. Thế thì tôi cũng rất là bất ngờ chiều hôm qua thì được bé Trang thông báo: cô ơi, bây giờ đó mẹ cháu thì mắc trong cháu ngoại, còn bố thì mắc ra ngoài quê rồi ăn Tết với bà nội, năm nay bà già rồi. Thì cô không có bận không thì cô đi tham gia chương trình quay và cô đại diện gia đình cho con. Thế là tôi cũng thu xếp và cũng xin bật mí với lại Quyền Linh và Cát Tường, thì tôi tham gia trong cái câu lạc bộ quan họ chúc sinh. À. Cũng có mấy lần quay trong ca sĩ gì ấy. Quyền Linh đòi đúng không? Dạ có gặp nhiều lần Hồng Vân rồi dạ. Thế thì cũng mong rằng là hai MC làm sao giống như là nhịp cầu nối những bờ vui cho các cháu. Tôi rất mê cái chương trình này là vì tôi thấy giữa cái đối thoại và ứng xử của hai MC cũng như đối với cái giới trẻ bây giờ đó, thì tôi có liên tưởng như là tôi cũng có mê những cái chỗ là mình giống như là mình so sánh với cái thời mà mình còn trẻ đó. Và thế hệ trẻ bây giờ họ yêu nhau và họ có những cái ứng xử gì nó hay hơn thì mình cũng có được kinh nghiệm. Dạ. Và nói về bé Trang nhà tôi thì cháu thì cũng có nhanh nhẹn, tháo vát, nhưng mà cũng là điềm tĩnh và có trách nhiệm đối với gia đình. Cũng như là công tác ngoài xã hội thì cháu cũng có trách nhiệm, hòa nhã với, tràn hòa với mọi người. Nhưng mà đôi khi thì cũng rất là dễ xúc động, cũng có mít ướt. Cô thấy bên đằng trai sao ạ? Thế thì nhận xét về cháu trai bên này thì cô thấy cháu cũng là một có tính nam giới cũng được. Nhưng mà theo như lúc nãy cháu nói thì cháu như vậy là cũng cần phải mạnh mẽ thêm một chút nữa. Thì phía bên đằng nhà gái sau này gặp mặt và qua trao đổi trò chuyện, nếu thấy được thì hai cháu cũng là cho nhau cơ hội, thì cháu cũng phải cần mạnh mẽ. Bởi vì bao giờ đấy phụ nữ thì cũng cần người nam giới mạnh mẽ và có một cái bờ vai vững chắc cho gia đình, giống như làm trụ cột, thì nó sẽ phối hợp với lại nói chung là đôi bên có cái sự phối hợp cho cuộc sống nó thêm phong phú và đi đến kết hết tốt đẹp. Kết thúc tốt đẹp. Thì và cũng trước thêm năm mới thì thay mặt gia đình cũng xin chúc cho MC Quyền Linh, Hồng Vân, chúc cho tất cả các khán giả trong khán phòng hôm nay và các bạn đang xem đài lời chúc sức khỏe, năm mới dồi dào, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc. Cảm ơn. Anh ta đi với ai? Dạ, em đi với người anh và người thầy của em ạ. Rồi, anh người thầy. Rồi, xin mời. Trước hết cho em có lời gửi chào, lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý khán giả ở trong phim trường và quý khán giả xem đài truyền hình. Cho em nói một lời nữa là em rất quý chị Hồng Vân. Em lần đầu tiên em được xem cái Mưa Bụi là em đã có ấn tượng về chị và bây giờ chị vẫn xinh như xưa. Dạ. Em cũng xin giới thiệu là em tên Nguyễn Đình Ngọc Tùng. Là theo như Đại Dương nói là em là bạn và là thầy của bạn đó. Em cũng thì đúng là vậy. Em cũng có hướng dẫn cho bạn sơ sơ về đàn piano. Thì bạn theo em thấy là bạn rất có năng khiếu về piano, cũng như là bạn rất là giỏi về guitar đó. Rồi rất là đam mê âm nhạc, cũng rất là ngoan, rất là giỏi. Ở trong nhà thì rất là đảm đang cái việc nhà cho ba mẹ. Tính tình rất ư là hiền lành. Thậm chí là hiền có thể là đến ngây thơ đó.
Rồi theo cái yêu cầu của nhà trai thì là muốn có một cái người bạn gái xinh đẹp rồi thon thả rồi này kia đó, thì là đạt hết cái yêu cầu đó, trừ cái lời của nhà gái nói là không biết hát và không biết nấu ăn thôi. Còn cái chuyện không biết hát thì nhà trai có thể dạy cho nhà gái hát đúng không? Có thể truyền cảm hứng cũng như là hướng dẫn. Sẵn có người đệm đàn luôn, hát luôn là không sao. Mơ ước của bạn đó thì cũng muốn mở một cái trung tâm âm nhạc. Thì chắc là hy vọng cũng thành công. Nếu mà hai em mà cảm thấy mình dành cho nhau cơ hội được thì anh xin chúc mừng, tại vì anh thấy theo anh là rất là hợp. Theo anh đánh giá cả hai bạn thì ai cũng là gái xinh trai đẹp hết, ai cũng tài giỏi hết, nhưng mà chắc là chưa có bày tỏ ra cho mọi người biết thôi, cho nên là anh hy vọng hai bạn dành cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn thầy. Rồi bây giờ là mình mở rào cho hai bên gặp nha. Rồi đàn hát với nhau gì đó. Mở rào. Bắt đầu đi em. Đúng rồi. Mình nhận trước đi, dạ. Mình nhận trước rồi mình tặng sau nè. Dạ, em cảm ơn anh. Hoa trao hoa. Dạ. Hoa hương trao hoa. Giúp con chầm. Cái này là cái hoa em tự cắm. Em tặng anh. Trời ơi, phụ nữ tặng đàn ông bó hoa đẹp quá. Dạ. Trái tim lên đây. Trái tim hoa đẹp. Dạ. Trái tim. Thật ra em em sao tính nghĩ em tặng đàn ông hoa gì em? Dạ. Tại vì em cảm thấy cái món quà mà mình tự tay mình làm thì nó sẽ ý nghĩa. À. Dạ. Từ tay làm, dạ, đẹp con quá. Bây giờ cái bông ở giữa là ý nghĩa gì? Dạ, con, là em là ai sao? Con chỉ con chỉ cắm cái hoa này hình trái tim với ý nghĩa là thật ra con người mình sống về mặt nghĩa bóng hay là nghĩa đen thì đều dựa vào trái tim. Thì em mong muốn anh là hãy trân trọng sức khỏe của mình và trân trọng những cái tình cảm xung quanh. Con này là gì? Dạ, em có kèm vài lời chúc chồng này. Lời gì, lời chúc hay là có lá thư, có thơ gì không? Dạ, nếu mà muốn thì anh cũng có thể đọc cho mọi người cùng nghe. Đọc đi nào. Anh thì hôm nay anh thực sự là không có thơ, nhưng mà anh muốn tặng em một bài hát. Đó là bài Nothing Changes My Love For You. Tức là bài hát bất hủ, là không có cái tình yêu nào có thể thay thế được em. Nó ý nghĩa là như vậy. Rồi. Nhưng đầu tiên đọc cái thư đó. Dạ. Đọc cái thư của bạn coi viết cái gì. Mình cất hoa. Để cái hoa trong đây đi. Đẹp quá à. Dạ, quá đẹp luôn ạ. Em xin đọc ạ. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, gửi anh câu nói mà em luôn thích. Bạn không thể trồng cỏ dại rồi mong đợi hoa rực rỡ nở ra. Hạt giống bạn gieo và cho phép bén rễ vào tim bạn sẽ quyết định những gì bạn gặt hái được trong mùa thu hoạch. Chúc anh luôn có những hạt giống tốt đẹp để gặt hái được những mùa vụ vui vẻ và hạnh phúc. Em Trang. Đó là đó. Hiểu không? Hiểu cái lời nhắn gửi của em gái nhỏ không? Dạ, em có hiểu. Có hiểu làm sao? Nói đi cho bạn yên tâm nè. Dạ, thì ý bạn là hôm nay gặp em đấy thì cũng là cơ hội cho anh em mình, nếu mà quyết định gặt, nếu mà muốn được chín thì phải vun đắp cái tình yêu để muốn tiến tới thành công. Thì cái dòng ghi của em nó rất là ý nghĩa. Và không thể nào mà trồng cỏ dại mà được hoa hồng đâu, nghe chưa? Yeah. Mình phải trồng hoa hồng, chăm sóc hoa hồng thì mình mới có hoa hồng. Hiểu không? Yeah, không biết chăm sóc người ta đó, ý người ta là vậy. Yeah. Chăm sóc cái tình yêu đó. Giờ đờn hát đi. Đờn tặng liền một bài hát mang một ý nghĩa rồi. Yeah. Sâu thẳm từ trái tim đi. Dạ, yeah, anh xin phép tặng em bài hát. Thật ra nãy cũng rất là run, tại vì cũng mới động đến là hôm qua hôm kia mới tập, nhưng mà thôi cũng cố gắng truyền tải thông điệp ạ. Truyền tải thông điệp.
quay mặt qua anh, bạn gái. Hai hai bạn quay mặt qua nhau đi. If I had you, please, my life, without you, lose me, the day will all be empty. The night would seem so long, with you I see forever so neatly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young as people know. The chase is where we want to go. Hold me now, trust me now. I don't want to live without you. Nothing but just my love for you. You also never know how much I love you. One thing is can be sure of. I'd be there for you, but you should need me. You don't have a chance to stay, but I am the way you are. So come with me and serve you. I have you see forever true. Hold me now, trust me now. I don't want to live without you. One thing is scary, sure. I never ask for more than your love. Nothing more, just my love for you. You think about how much I love you. You really changed my whole night through. Nothing more, just my love for you. Yeah, em xin cảm ơn mọi người. Rồi. Hay lắm, lãng mạn lắm. Nha. Em gái có hát bài gì không? Thôi thôi, dạ. Thôi, 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 bên gái người ta đã nói từ đầu rồi. Cái điểm yếu nhất của người ta là không hát được. Thôi. Những người đó hát mới vui. Dạ. Hát được là bình thường. Không dạ. Hát được mới hiếm. Không? Thôi, bây giờ mình cảm nhận về nhau đi nào. Đó. Nãy giờ hát rồi, nói chuyện nãy giờ qua rào rồi. Mình cảm nhận là đầu tiên mình gặp mặt thế nào? Dạ, con nói trước hả? Dạ. Con chủ động hết đi con. Anh ấy hiền mức ngây ngô luôn đó. Dạ. Nãy nghe thầy nãy nói không? Thật ra hồi nãy con hơi run, cho nên con cũng không nhớ được những cái thông tin anh cung cấp ban đầu. Nhưng mà cái cảm nhận của con về anh đó là anh là một người sống, con nghĩ là chắc là tình cảm. Con nói thẳng với anh đi, con đừng nói qua dạ. Chú Linh là gì. Ông nghe em cũng không có nhớ đâu. Và em cũng không biết nói gì hơn ngoài cái cảm nhận ban đầu của anh là về anh là anh, em nghĩ anh là một người sống khá tình cảm và em thích cái người mà sống tình cảm như vậy. Còn nếu mà nhiều hơn nữa thì em nghĩ là mình cần thời gian để có thể đánh giá về một con người hay có thể cảm nhận một con người nhiều hơn. Bao nhiêu đây thì nó chưa đủ. Yeah. Anh thì anh ra qua gặp tiếp xúc em thì anh thấy em một con người rất là thoải mái, vui vẻ và người rất là hòa đồng á. Yeah. Cảm ơn anh. Người rất giàu tình cảm. Yeah. Mà cũng anh cũng ít mà tiếp xúc được với những người mà lần đầu tiên mà anh cảm giác mà em lại nhiệt tình mà lại vui vẻ như vậy á thì là ý là giờ em phải nói vô focus vô vấn đề là mà anh thích như vậy. Đừng có dối lòng. Yeah. Bây giờ mình gặp mà mình thấy thích là mình phải bộc lộ liền. Bây giờ em trai xoay lại. Yeah.
À, được. Em gái để tay mình đút bấm. Nếu mà chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội. Còn nếu không rung động, chúng ta không cần bấm. Để nút bấm đó cho nhiều người khác nữa. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Tập chủ động trong tất cả mọi thứ nha. Yeah. Nếu muốn giữ cô gái này, ở đây có gia đình của bạn gái, anh nói điều gì đi. Con cảm thấy là rất là có điều rất là may mắn vì được gặp cô và em. Con sẽ cố gắng vun trầm trồng cái mảnh tình mà con đã tìm kiếm bấy lâu nay ạ. Rồi bây giờ nè, làm thủ tục đầu tiên nè. Anh xin phép không làm điều gì trái pháp luật hết nè. Đó.